Xin chào cả nhà, thì hôm nay tôi sẽ sơn chậu bảy tấc cho cả nhà xem. Cả nhà, chậu này sơn màu chu đỏ. Thank you.
xem nhớ hãy cho cưng like đăng ký kênh để ủng hộ kênh Dầu Quyển Quỳnh Tùng đó cả nhà. Chúc cả nhà xem vui vẻ, chào cả nhà, bye bye.